Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại thì chiếc Biaz Sinner này em đã bàn giao về lại Nha Trang cho một anh trai. Thì hiện tại giờ chiếc xe này là anh em đang dặn tút lại tí xíu cho anh trai và chuẩn bị tiến hành bàn giao anh chị ha. Xe này thì em có lên sóng cách đây 2-3 hôm thì chiếc xe này cũng đã bán. Thì cũng muốn làm một cái video review gửi tới một anh trai ở Nha Trang thì những cái hình ảnh này là anh em tụi em đang dọn đây. Đấy, cái cản nó hơi xấu thì anh em làm lại cái cản nó đẹp, hai cái cản đầu dứt. Còn nước sơn bên ngoài này con xe này em nó cũng khá là ok anh chị ha. Xe này rất khá là ok. Đó. Bên em thì dọn xe thì anh chị nào có nhu cầu muốn dọn theo như ý thì cứ alo cho em thì bên em sẽ dọn chuẩn luôn chị ha. Xe này bản số của em nó là 52X1128 ha. Một phân khúc quá rẻ cho một cuộc tình ha. Đó, chị thấy không? Và bên này thì một chiếc Mazda 626 sản xuất năm 1997. Xe thì tình trạng rồi, anh em tụi em cũng đang dọn xe này, em cũng có làm một cái video clip riêng chi tiết rồi. Cô chú anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì alo cho em ha. Để cái xe này chưa có dọn xong, nếu mà anh chị nào mà muốn làm tới nữa thì bên em tụi em sẽ hỗ trợ làm tới nóc luôn cho anh chị ha. Xe này thì ghế nỉ ha. Con này thì em ước lượng dọn xong xuôi thì phân khúc em nó nằm đâu khoảng cỡ tầm cỡ 60 mấy triệu nha anh chị ha. Còn trong quá trình mà đang làm như vậy, anh chị nào thích sơn màu theo như ý thì cứ alo cho em ha. Hiện tại con xe này em mới vừa lót thôi chứ chưa có sơn, chưa có lên màu. Cà vẹt của em nó là màu xanh. Cà vẹt của em nó màu xanh thì quý anh chị chú nó thích sở hữu màu xanh gì đó thì cứ alo cho bên em thì em sẽ làm như ý luôn ha. Và bên trong này thì một chiếc Daewoo Snowbira. Xe thì đang dặn tút lại tí xíu anh chị. Xe này lấy từ hôm Tết chạy từ Nha Trang về chị nhớ nè. Đó. Thì em nó có một hai cái điểm xấu là hôm nay bên em của em cho làm luôn. Làm xong thì con xe này thì em nó rất là đẹp ha. Giá công khai cho anh chị và chú với giá thành là 68 triệu đồng. Chỉ có 68 triệu đồng cho chiếc Daewoo Snowbira. Con này sản xuất đời 2002 hay là đời 2003 vậy anh chị, em cũng quên mất rồi. Hình như là đời 2003. Đó. Cắp bi tắp lô, đồng sơn si, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đó, giờ thấy nè. Xe này lấy về chạy vòng vòng ha, đặc biệt cho mấy anh trai đi tán gái rất là ok ha. Đó, xe này em chỉ dặm lại cái tí xíu ở nước sơn đằng trước và đánh bắt lại nguyên con thôi. Là em nó rất là đẹp anh chị thôi. Không, cái form dáng nhìn rất là đẹp. Daewoo Snowbira. Đó, máy móc ngon lành, vỏ bánh ok, xe thì hiệu lực đăng kiểm mới luôn. Đó, đang làm ở chỗ này anh chị. Làm lại cái là đẹp liền à. Đó, xe này là đằng số 79 anh chị ha. Hiệu lực đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2022 ha. Đó. À, có chú anh chị nào thích sở hữu những chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho cô chú anh chị ha. Và đây lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sẽ có tài khoản màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.